động xe đầu mà, xe đầu cái động mà. Ý là thấy cái cậu nó qua mà không có chạy, đứng im nhìn vậy đó. Thank you.
Còn lại á. Còn lại không? Thank you.
cầu lông đó. Và bà xã đứa nào ngày mình chơi cầu lông đâu biết đâu. Yeah.
Điện luôn. Anh đánh hai xe hả? Đi cộng hả? Nghỉ đi, lấy đi. Anh đâu nói em vô tới với anh thôi.
đó em có đó ba người đó. Thôi mình vô anh, mình phải được giặt cắt mới được, mình đánh thái rồi đánh kỳ ghê luôn. Yeah.
Yeah.
bọt lên á. Anh còn dư cái bọt không? Bọt hả? Nghe bọt ngang cho em nè. Ủa đi. Ui giời ơi bọt ngon. Bọt ngang ngon nữa. Chưa coi luôn á, bỏ qua đó mình chưa coi, chúng ta ai coi hả? 5-6 người coi rồi, 8-9 lượt xem mà. Không nhớ. Nhiều người xem mà, 8-9 lượt xem. Thank you.
Thank you.
Em vẫn chơi. Yeah.
giá là không? Thank you.
sớm vậy? Hết sân rồi chứ. Lâu sân thì nhớ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh.
Thank you.
cây này của em đang đánh cũng nặng đầu nè. Mấy tay đập thì được, tay thì phải thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey!